Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, không biết là mùa đông của Hà Nội như thế này thì mỗi một hộ gia đình, mỗi một cá nhân thì quý vị sợ nhất là điều gì? Nhưng với cá nhân của Thanh Hiếu muốn chia sẻ với quý vị đấy là tôi sợ tắm kinh khủng. Đặc biệt là ở cái thời tiết mùa đông, những đợt mà rét đậm, rét hại về với Hà Nội, khi mà nhiệt độ nó giảm xuống còn 13, 12 hay là 15 độ thôi là mình cũng đã ngại đi tắm lắm rồi. Vì thế mà chúng ta cần phải có một cái giải pháp, giải pháp để biến những cái nỗi sợ của mình thành niềm yêu thích. Chúng ta có thể chạm vào nước, có thể tắm, có thể rửa bát, có thể giặt quần áo một cách dễ dàng hơn. Đấy là việc sở hữu cho mình một chiếc bình nóng lạnh. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị chiếc bình nóng lạnh Roller thế hệ mới với mã sản phẩm là VKH8111. Chiếc bình nóng lạnh này thì có thiết kế như thế nào này, có tiện ích gì, có ưu điểm gì, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu và nó phù hợp với mỗi gia đình ra sao. Điều đầu tiên để nói về sản phẩm này đó chính là thiết kế của sản phẩm. Bình nóng lạnh gián tiếp Roller 15 lít VKH8111 được thiết kế theo kiểu vuông vắn, các đường nét mạnh mẽ với hai gam màu trắng đen chủ đạo, mang lại cảm giác sang trọng cho bất kỳ không gian nào. Một trong những cái điểm đặc biệt mà dễ dàng, thuận tiện cho người sử dụng trong quá trình mà chúng ta dùng bình nước nóng có thể theo dõi kỹ càng hơn, đấy là việc chiếc bình nước nóng Roller sẽ được trang bị đèn cảnh báo rất rõ ràng. Một là đèn màu đỏ thể hiện nước đang đun, đun nóng khi mà chúng ta bật lên. Hai là đèn màu xanh dương thể hiện sự sẵn sàng, nước đã đun sôi rồi và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cách dễ dàng và đủ đáp ứng tất cả những nhu cầu của cả gia đình. Đây, hai đèn màu xanh và màu đỏ. Bên trong lòng bình của chiếc bình nóng lạnh Roller này thì có một ưu điểm, đó là lòng bình thì được tráng men titan. Với việc này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng, bởi vì nhiệm vụ của lòng bình đó là ngăn nước rò rỉ vào các thiết bị gây chập điện và có thể xa hơn là gây ra một điều đáng tiếc gì đó, đúng không ạ? Vì thế mà với lòng bình tráng men titan thì sẽ đảm bảo cho cái sự an toàn của người sử dụng mỗi khi mà chúng ta dùng chiếc bình nóng lạnh này, đặc biệt là trong mùa đông khi mà nhu cầu sử dụng chiếc bình nóng lạnh này thì ngày càng nhiều lên, đúng không ạ? Ngoài ra, sản phẩm còn được bảo vệ bởi lớp vỏ chống thấm nước chuẩn IPX1, giúp đảm bảo các linh kiện của sản phẩm không bị bám nước gây chập mạch, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Quý vị thân mến, với bất kỳ một sản phẩm nào thì cá nhân Thầy Hiếu nghĩ rằng là người tiêu dùng luôn luôn đặt cái ưu tiên về sự an toàn lên hàng đầu. Và chiếc bình nóng lạnh Roller này cũng là một trong những sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu đó của người sử dụng. Khi mà chiếc bình nóng lạnh Roller này đã được trang bị hệ thống an toàn TSS với rất nhiều những tính năng cực kỳ nổi trội. Cầu dao chống giò LCB tự động ngắt điện khi có sự cố cháy nổ chập điện. Bộ điều chỉnh nhiệt TBSE sẽ tắt máy khi nhiệt độ nước nóng đạt đến nhiệt độ mong muốn. Van an toàn giải phóng áp suất nước trong bình chứa khi nhiệt độ vượt quá mức nhiệt tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thêm một ưu điểm nữa ở chiếc bình nước nóng Roller này mà cá nhân Thanh Hiếu đánh giá cao, đó là nó có khả năng tạo ra ion bạc trong quá trình vận hành, giúp làm sạch nguồn nước và đem đến một nguồn nước ấm, tinh khiết và an toàn cho làn da của người sử dụng. Bình nóng lạnh gián tiếp Roller 15 lít VKH8111 có các thanh đốt được làm từ 100% đồng, do vậy giúp quá trình đun nước nhanh chóng hơn. Và nếu như gia đình của quý vị có từ 2 thành viên hoặc là nhu cầu sử dụng nước nóng không quá nhiều thì chiếc bình nước nóng Roller VKH8111 với dung tích 15 lít là hoàn toàn phù hợp. Ngoài ra thì thêm một ưu điểm nữa, nó giúp tiết kiệm thời gian của người sử dụng khi mà công suất làm nóng được trang bị trên chiếc bình nước nóng Roller này là 2500W, giúp tiết kiệm thời gian hơn. Thay vì chúng ta phải chờ tới 30 hoặc thậm chí là lâu hơn để nước đun sôi thì bây giờ có thể rút ngắn khoảng thời gian xuống, chỉ khoảng tầm 15 đến 20 phút thôi là cả gia đình đã có nước ấm, nước nóng để sử dụng rồi. Chúng ta có thể sử dụng nước nóng phục vụ những nhu cầu khác nhau trong sinh hoạt, không chỉ là tắm, đúng không ạ? Ngoài ra là giặt quần áo, là rửa bát, rửa tay, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Hiện sản phẩm đang được bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart với mức giá 1.990.000 đồng, giá niêm yết 2.990.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, quý khách hàng sẽ được tặng công lắp đặt và dây cấp trị giá 230.000 đồng, bảo hành một đổi một trong 3 tháng, trả trước 0 đồng, lãi suất 0% cho đơn hàng gia dụng từ 3 triệu đến 16 triệu, không áp dụng sản phẩm giá sốc, giá ngày vàng. Nhìn chung thì chiếc bình nước nóng Roller với mã sản phẩm là VKH8111 dung tích 15 lít này là một trong những sản phẩm đáng cân nhắc với phân khúc giá tầm trung.
Đặc biệt là nó phù hợp đối với những gia đình mà có khoảng từ 2 thành viên và nhu cầu sử dụng nước nóng không quá nhiều. Ngoài ra thì với những cái hệ thống an toàn mà chúng tôi đã chia sẻ, nó được trang bị trên chiếc bình nước nóng này thì chắc chắn là sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong mùa đông giá rét, đặc biệt là đối với những ai mà ở khu vực vùng miền núi phía Bắc, nhiệt độ dưới 20 độ C, đúng không ạ? Nếu như quý vị đã cảm thấy ưng sản phẩm này rồi thì hãy nhanh tay liên hệ để đặt hàng chiếc bình nước nóng Roller mã sản phẩm WH8111 với dung tích là 15 lít qua các website của chúng tôi mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com. Đồng thời quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với hotline của chúng tôi qua số điện thoại 1900 6788, và chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc, những băn khoăn của quý vị về các sản phẩm điện máy. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.